sử dụng nguồn năng lượng xanh là xu hướng tất yếu, điều kiện quan trọng cho lộ trình chuyển dịch năng lượng là giảm phát thải sản xuất ở hầu hết các lĩnh vực. Mặc dù vậy, hiện nay, nhiều doanh nghiệp vẫn phải chờ chính sách để triển khai. Điện mặt trời mái nhà được xác định là giải pháp chuyển dịch và tiết kiệm năng lượng hiệu quả phù hợp với xu thế. Tuy nhiên, các vấn đề về thủ tục lắp đặt, quy định đấu nối, sản lượng tối đa lắp đặt công suất điện vẫn là những rào cản lớn đối với doanh nghiệp có nhu cầu chuyển dịch năng lượng. Điện 8 được Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt rồi, và tôi cho rằng là ngành điện và Bộ Công Thương sớm ban hành những cái hướng dẫn để làm sao đó thúc đẩy các doanh nghiệp của ngành điện may Việt Nam nói riêng và các ngành công nghiệp và người dân tiếp tục cho cái đầu tư vào cái điện năng áp mái, điện năng mặt trời này. Chúng tôi rất mong muốn là nghị định sớm được ban hành, chính sách được thông thoáng, tạo cơ chế thuận lợi cho doanh nghiệp thực hiện, và phải là một cách đồng bộ, hiệu quả. Tránh trường hợp là chúng ta vận dụng không đúng, không đủ thì sẽ gây khó khăn cho doanh nghiệp. Cơ cấu nguồn điện đến năm 2030, cả nước phấn đấu có 50% các tòa nhà công sở và 50% nhà dân sử dụng điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Nguồn điện này không phát lên lưới, được ưu tiên phát triển không giới hạn công suất. Tuy nhiên, dự thảo nghị định quy định về cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển nguồn điện này cho thấy quy trình thực hiện còn nhiều thủ tục phức tạp. Đây là điều mà cộng đồng doanh nghiệp và nhà đầu tư quan tâm, đề xuất nhiều giải pháp để tháo gỡ, giúp việc chuyển dịch và sử dụng nguồn năng lượng xanh đạt hiệu quả cao hơn. Đường vành đai phía Tây 2 của thành phố Đà Nẵng được nhiều người gọi bằng cái tên con đường cụt, bởi dù được xây dựng từ năm 2019, nhưng vì vướng mắc trong giải tỏa đền bù nên việc thi công đã bị gián đoạn trong nhiều năm. Vừa qua, Ban Quản lý Hạ tầng cơ sở ưu tiên thành phố Đà Nẵng đã có kế hoạch về việc điều chỉnh dự án, tháo gỡ những vướng mắc còn lại để hoàn thiện con đường nghìn tỷ này. Đường vành đai phía Tây 2 của thành phố Đà Nẵng được thiết kế dài 14,3 km nhưng mới chỉ hoàn thành hơn 4 km từ đường Tránh Nam Hải Vân đến đường số 8 khu công nghiệp Hòa Khánh. Đoạn đường còn lại sẽ được tái đầu tư theo các giai đoạn phù hợp với các đồ án quy hoạch của thành phố. Dự kiến từ nay tới năm 2027, đoạn từ đường số 8 khu công nghiệp Hòa Khánh đến đường Hoàng Văn Thái sẽ được đầu tư hoàn chỉnh, đưa vào khai thác. Đoạn từ Hoàng Văn Thái tới Nam Kỳ Khởi Nghĩa sẽ hoàn thành và đưa vào khai thác vào năm 2030. Chiều ngày 20 tháng 8, lễ xuất quân câu lạc bộ bóng đá Công an Hà Nội tham dự mùa giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia năm 2024-2025, đồng thời ra mắt câu lạc bộ bóng rổ và câu lạc bộ pickleball Công an Nhân dân do Hiệp hội Thể thao Công an Nhân dân Việt Nam tổ chức đã được diễn ra tại Trung tâm Đào tạo bóng đá PVF, Công bộ Công an. Đến dự buổi lễ có đồng chí Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch Hiệp hội Thể thao Công an Nhân dân Việt Nam, cùng các đồng chí lãnh đạo, đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên. Ở mùa giải 2024-2025, câu lạc bộ bóng đá Công an Hà Nội tham dự hai giải đấu chuyên nghiệp, gồm giải đấu quốc gia và cúp quốc gia. Ngoài hai đấu trường trong nước, đội bóng còn tham dự giải vô địch các câu lạc bộ Đông Nam Á 2024-2025, giải đấu quốc tế đầu tiên mà câu lạc bộ góp mặt. Sau lễ xuất quân, Hiệp hội Thể thao Công an Nhân dân Việt Nam tổ chức lễ công bố ra mắt câu lạc bộ bóng rổ và câu lạc bộ pickleball Công an Nhân dân. Sự ra mắt của câu lạc bộ pickleball Công an Nhân dân và câu lạc bộ bóng rổ Công an Nhân dân theo hình thức xã hội hóa cũng sẽ là một hướng mới đem đến những thành tích hơn nữa trong thể thao Công an Nhân dân trong thời gian tới. Quán triệt chủ trương chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Hiệp hội Thể thao Công an Nhân dân Việt Nam sẽ phát huy thế mạnh để huy động các nguồn lực xã hội, phấn đấu đưa thể thao Công an Nhân dân trở thành một trong những đơn vị mũi nhọn có phong trào thể thao phát triển trong toàn lực lượng. Ngày 20 tháng 8 tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức hội nghị tập huấn phổ biến chính sách pháp luật về bảo vệ biên giới của Tổ quốc năm 2024. Nghị quyết 33 ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Chính trị về chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia đã xác định quản lý bảo vệ biên giới quốc gia là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của toàn đảng, toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị, dựa vào dân, lấy dân làm gốc. Mỗi người dân biên giới là một cột mốc sống. Hội nghị tập huấn phổ biến chính sách pháp luật về bảo vệ biên giới của Tổ quốc năm 2024 nhằm đem đến cái nhìn tổng quát về chủ trương đường lối của Đảng và Nhà nước về các vấn đề biên giới lãnh thổ cũng như tình
tình hình thực thi pháp luật ở các tỉnh biên giới để làm cơ sở phục vụ tốt hơn nữa cho công việc của những người tham gia tập huấn. Hội nghị được triển khai với các nội dung bao gồm tình hình biên giới và công tác thực thi pháp luật của bộ đội biên phòng trên biên giới, tình hình tranh chấp Biển Đông và quan điểm chủ trương của Đảng và Nhà nước về vấn đề Biển Đông.